Thưa quý vị, tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2022 nhâm Dần, đừng coi thường con giáp này trong tháng 2 âm lịch, vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Thưa quý vị, bất kể là những con giáp khác ra sao, nhưng với con giáp này chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang và phú quý. Thưa quý mệnh chủ tuổi Tý, trong tháng 2 âm lịch, càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có từ sau rằm tháng 2 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Thưa quý vị, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng và chắc chắn sẽ sung sướng cả đời. Ngược lại, không phải ai chịu khổ, ải mà khi mà chúng ta sinh ra ở dưới vạch đích thì chúng ta sẽ chịu cảnh lầm than cả kiếp. Con giáp này là một con giáp mà trong 4 con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Thưa quý vị, người xưa có câu nói rằng cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp thì sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể cuộc sống của người khác ra sao. Nhưng với con giáp này chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu thốn bất cứ điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm Dần. Xin mời quý vị cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta theo dõi vận trình của những người tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch qua video chi tiết của chúng tôi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm nhâm Dần 2022 trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Tý tháng này đường công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm. Đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm nhiều bội thu, lợi lộc. Con giáp tuổi Tý tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các gia chủ tuổi Tý đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên đầu tư mạnh dạn, ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp sức từ bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đề phòng trước những chuyến rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có. Năm nhâm Dần 2022 Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý gia chủ tuổi Tý sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn trong tháng này, tiền bạc rủng rỉnh dồi dào cho nên không cần phải lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính lý do tính cá nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn do mới đầu năm, khối lượng công việc ít, vì vậy bạn cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép. Và tốt nhất là chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người cầm tinh con chuột trong tháng này không thực sự tốt đẹp. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển, áp lực càng nhiều, chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Thời gian này gia chủ cũng cần phải chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu hay là huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt, cần phải giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo, cũng như là pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm gia đạo của quý gia chủ tuổi Tý khá tốt. Tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình có thêm người, thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận và con cái hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát. Khi đó, hãy bình tĩnh và đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông. Như vậy mới có thể tiến xa hơn. Đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất đi người quý giá của cuộc đời. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Sự nghiệp của người tuổi Bính Tý tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc phải sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên, các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Bính Tý trong tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Bính Tý phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ. Vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không thể nào tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình thì đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tháng này đối với tuổi Giáp Tý vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ, tuy nhiên vận xấu cho nên bạn cũng không nên có những mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí của mình, vai trò của mình trong công việc và có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ cần có chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp cho tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Canh Tý sinh năm 1960 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về việc, cho nên là tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư dả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cái trong nhà. Quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim, Bạch Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi tý trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là mậu ngọ, có nạp âm là thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là canh ngọ, có nạp âm là lộ bằng thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là nhâm ngọ, có nạp âm là dương liễu mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi tý trong những ngày này. Mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này của năm 2022. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!